Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Nghèo tập 25. Vất vả cho mấy đứa rồi, phải tỏ vẻ đáng yêu để giúp anh bán lê. Nào, đưa nguyên liệu làm mứt lê cho anh đi. Dạ, anh ơi, em nghe Hống bảo là anh muốn hái cỏ đông nhung tặng cho anh lớn làm quà sinh nhật. Anh bận như vậy nên tụi em đã hái xong giúp anh rồi nè. Đúng là không uổng công mình nuôi đám nhỏ mà. Hức hức hức. Bé ngoan, biết thương anh rồi. Đương nhiên, dù sao cũng là chuyện lớn cả đời của anh mà. Tinh tinh. Đừng nói nữa, anh Thần sẽ xấu hổ đấy. Ừ, biết rồi. Gì vậy? Anh ơi, tụi em đi nghỉ ngơi trước đây ạ. Được, đi đi. Thẩm Mật Phong, em chạy đi đâu rồi? Anh hỏi Tiểu Cao, cậu ấy bảo là mới sáng sớm em đã mượn xe đi mất tiêu. Dạ, về thành phố một chuyến ạ. Đi làm chi? Bí mật, đợi lát nữa là anh biết liền à. Rừ rừ. Alo, anh Thẩm, anh tìm em làm chi ạ? Không có chuyện gì thì không thể quan tâm em sao? Toàn bộ gia sản của anh bị em ôm chạy rồi. Mấy giờ em về? Được, được, được. Em nhất định sẽ về trước 2 giờ chiều. Ok, 2 giờ. Tranh thủ đi nhé. Em dám trễ một giây thì em liệu hồn. Không có khả năng đó đâu, anh yên tâm. Lâu lắm rồi mình mới ra ngoài một chuyến, sao có thể để anh Thẩm túm giò được chứ. May mà hồi sáng lúc đi mình đã phòng hờ trước, lái xe ra ngoài rồi mới vào sân hải cảnh. Không hổ danh là túi quà mình lựa mất nửa tiếng mới lựa được. Tuy nó trị giá 9,9 tệ nhưng không hề để lộ sự nghèo túng của mình. Sắp 2 giờ rồi. Chuyện ruộng vườn và chuyện của anh Thẩm coi như đã xử lý xong. Phải mau chóng quay về thôi. Bạn có nhiệm vụ mới, xin hãy mở ra xem. Nhiệm vụ tu sửa số 2. Trồng 2.000 cây linh thực. Thời hạn nhiệm vụ 3 tháng. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, gói quà siêu lớn. Núi điểu thử đồng huyệt. Núi điểu thử đồng huyệt. Núi điểu thử, một ngọn núi được ghi chép trong Sơn Hải Kính, nằm trên dòng chảy của sông Vị, do chim và chuột sống cùng một hang trong núi nên mới có tên này. Không phải chứ, trồng 2.000 cây trong vòng 3 tháng hả? Ai trồng cho nổi hả cha nội? Gói quà lớn siêu cấp bao gồm: 1. Núi điểu thử đồng huyệt. 1. Sông Vị. 1. Mạch khoáng bạch ngọc ở phía đông ngọn núi. Wow, vậy là nhà tôi sắp có mỏ ngọc hả? Đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Làm thôi. Bịch bịch. Đứng im. Lục soát người. Đừng mà, để em tự lấy. Anh Thẩm chọc mình chơi cho vui hả? Anh Thẩm, em muốn ăn à? Vở kịch nhỏ. Tôi là ai? Từ khóa quan trọng. Một anh họ Thẩm đang bị cấm hút thuốc bởi ai đó. Sao vẫn chưa về nữa vậy? Đáp án là Hòn Vọng Phu.